Đại lúa mến chào bà con nông dân, một ngày mới tốt đẹp, chúc cho bà con mình xuống giống vụ đông xuân trúng mùa và được giá cao. Thì bữa nay mình trở lại xịt cỏ lớn cho cái mũ ruộng này đây. Thì cái miếng này là của ông chú Năm. Nó thì hôm trước mình chia sẻ là xịt cái thằng loại Windows đó, là nó có một xịt có một thứ thôi, Windows. Đó. Thì bữa nay là mình trở lại xịt cỏ lớn. Ông chú ông Thăm thấy có cỏ nó mọc lên quá cho nên là phải quét cỏ lớn. Đó. Quét cỏ lớn thì lúa bữa nay thì cũng được 7 ngày. Đó. Lúa bữa nay được 7 ngày rồi đó bà con mình ơi. Đó. Thì có cỏ trác nó lú lú lên này nè. Đó. Nó được 7 ngày rồi đó. Lúa nó cao được gì rồi đó bà con mình. Thì bờ lượt xịt cỏ lớn này cũng xịt hai loại. Cặp bờ ganh này chuột nó lụm lá gai nè. Đó. Đó. Thì bữa nay ông xịt thuốc cỏ lớn là có hai loại thuốc thôi, cộng thêm vô thuốc dưỡng rễ. Thì khu đất này là chi tô mang giang. Đó, này bên T6 bên lương trà. Thì đất này là không có xả lót nền gì hết á, xả luôn bơm nước vô rồi xả xong rồi ngâm đêm sáng bữa sau xả nước bỏ đó. Thì lúa hổm mình cũng có chia sẻ đó, đó là được 3 đêm đó rồi xịt diệt mầm đó, mà có một loại thuốc winner đó. Thì cái kỹ thuật của ông chú này cũng mặn vậy. Thì bữa nay thì xịt cỏ lớn là được 7 ngày đó. Thì 7 ngày lúa này cũng cao, đất này thì nó cũng được, tại vì mà đất này cũng tốt là không có xả lót nền mà lúa nó cũng phượt cũng cao. Bây giờ mình vô chia sẻ hiệu thuốc cho bà con mình xem. Đây. Cái loại thuốc cỏ này đây. Cái này cái chai này có 400 cc thôi. Đó mình chia cho mình xịt bình 25 lít. Đó. Là xịt có 40 mấy cc, 45 cc cho một bình thôi chứ không có xịt nhiều. Đó, 45 cc cho một bình. Bình 25 lít á. Thì cái này ông chú lúc trước xịt máy bay thì ông cũng tính là 4 chai thì cho cái lô đất này đây là 30 công tầm lớn đó. Đó. Rồi bữa nay ông cộng thêm cái thằng này nữa. Cỏ này hiệu này của thằng Việt Trung. Đó. Đây xịt cỏ lớn thì bữa nay em cộng thuốc cỏ này đây. Cái này của công ty Việt Trung. Đó. Thì cái này mình pha cho bình 25 lít là 140. Nó cứng cứng 140 tí xúc xíu, nó là bình 25 lít. Thì cái này 8 chai này xịt cho xịt máy bay. Đó, thì chi đều ra thì cái này sở thường mỏng ổng xịt cũng là 5 bình. Nó 8 chai chia 5 bình máy bay đó. Thì mình cũng chia sẻ nó dành cho bà con mình luôn. Đó. Thì xịt bình quải thì 140, bình 25 lít. Đó, rồi xịt 40 mấy bình đó. Còn xịt máy bay thì 5 bình. Nó cho cái lô đất này nó tới 30 công tầm lớn lận. Với cộng thêm thuốc dưỡng rễ này. Này bệnh thẻ bình 25 lít. Đó, cái này mình xịt nhiều thì cũng được, xịt bình hai thẻ cũng được, cũng không sao, nó dưỡng rễ mà, nó phát triển bù rễ mạnh thôi. Chứ không có gì ảnh hưởng lúa. Nhưng mà mình xịt nhiều thì tốn tiền, mình xịt hơi bệnh thẻ thôi cũng được rồi. Theo lúa này thì khỏi xịt cũng được, nó tại vì lúa này cũng tốt rồi, không có sợ phân lót nền mà cũng tốt đó bà con mình.
rồi thì nãy giờ mình cũng chia sẻ nhiều đó, thì hiệu thuốc rồi lúa thì bữa nay được 7 ngày đó, thì xịt cỏ lớn tại vì ông chú cũng đi thăm mà ông thấy cỏ, nhưng mà cỏ lông heo thì nhiều đó bà con mình. Cỏ lông heo đó, cỏ lát à. Đó. Xịt hai loại thuốc cộng với nhau đó, rồi cộng thêm thuốc dưỡng rễ thì mình cũng chia sẻ đơn giản. Thì xịt ở đây thì ít có ai làm xịt diệt mầm rồi mà lên nước luôn đâu, tại vì ở đây khu này là xịt rồi là phải 3-4-5-6 ngày sau là xịt quét lại cỏ lớn xong rồi là mới lên nước đó. Đất ở đây là vậy đó, cũng tùy theo vùng chứ không phải là vùng nào mà cũng giống nhau đó, cũng tùy theo đất. Đất ở đây đất đen không mà chứ không phải đất sét, đất bùn như vùng ngoài, như là vùng Châu Thành rồi đó. Đó, Châu Phú, Châu Thành đâu. Thì video mình chia sẻ đến đây là hết. Xem và thấy hay và đăng ký kênh và bấm chuông thông báo nhận clip tiếp theo. Và xin chào và hẹn gặp lại.